Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em làm một clip để cho tất cả những các bác nào mà chưa xem hay là chưa xem những cái video trước bên em đã từng nhắc các bác. Có rất là nhiều người đến ngày hôm nay mà mua hàng ở bên em hay tất cả những mua hàng của người khác cũng vậy. Những cái thiết bị âm thanh mà sử dụng nguồn xung, ví dụ như vang nguồn xung này hay đẩy nguồn xung, thì khi về tức là sử dụng hay là bỏ bị giật thì sợ là gọi điện bảo là hàng của ông là hàng chấm điện như này hay kia. Thực sự cái chuyện này bên em đã nhắc rất là nhiều, hầu như trong cái cuộc live stream luôn luôn nhắc lại cho mọi người cùng hiểu. Lần nào bên em bán hàng mà có nguồn xung nó rất là kỹ, hay là những hàng liên quan đến thiết bị âm thanh, bên em đều nhắc rất là kỹ cho các bác về cái vấn đề này. Thì xin thưa tất cả các bác, tất cả những con vang bên em trước khi bên em gửi cho khách hàng đều được cài rất là cẩn thận, cho nên không bao giờ có chuyện nhiễm điện. Mà nhiễm điện thì cái người cài là em đây và bác Nam đã chết tươi lâu rồi, đã chết là lâu lắm rồi, cái cách đây mấy năm rồi chứ không phải chết sống được đến ngày hôm nay. Thì nghe là nói các bác rồi, tất cả trên thiết bị âm thanh mà sử dụng nguồn xung, kể cả đẩy nguồn xung hoặc là vang nguồn xung, thì nó sẽ có điện ở ngoài vỏ là 24V bác nha. Điện này là điện lấy mát để cho nó bù áp, cho nên chúng bác để ý những con thiết bị nguồn xung nó chỉ dùng điện có tầm 90V. Như con vang DBX, DMX này nó chỉ cần điện tầm 90V là nó đã chạy rồi, chứ không cần điện đến 220V. Đấy, 90V nó đã chạy. Thì đương nhiên nó sẽ phải lấy mát để nó bù lại, và đương nhiên nó sẽ hơi tê tê. Nhưng nhiều người thì cứ sợ thì cứ sợ đó là cứ cầm sờ nhẹ. Đây, em sờ tất cả các chỗ hở này, đang trên đất nhá. Đây, đang trên đất các bác nhá. Đây, em sờ tất cả này. Nếu mà em chết thì chắc em chết lâu rồi các bác nhá. Đây, em thử cho bác nhìn này. Đỏ tươi luôn này. Đấy, thấy không? Đây, đỏ tươi này. Thấy không? Bút điện nó đỏ tươi này. Em chia cho mọi người xem rõ này. Tối quá, sáng quá. Đấy, mọi người thấy không? Bút điện đỏ tươi. Nhưng nó không giật các bác nhá. Nó không giật chết người, hay là nó không giận làm chúng ta sợ, mà chỉ yếu là các bác cứ sợ khi các bác đi chân đất và các bác sờ nhẹ. Chính vì cái tâm lý chúng ta sợ rồi bảo là chắc nó giật, cho nên là sờ nhẹ vào, cuối cùng là nó mới giật, làm các bác giật mình. Chứ còn hoàn toàn nó không bao giờ nó gây nguy hiểm đến con người bác nhá. Nó là điện 24V và tất cả các hãng sản xuất người ta đã nghiên cứu ra và người ta đã thông báo cho tất cả những người tiêu dùng rồi. Cái chuyện này là cái chuyện bình thường trong tất cả thiết bị âm thanh hay thiết bị đồ dùng các bác mà sử dụng mà nguồn xung, thì nó sẽ có điện 24V ở ngoài. Chúng ta thử bút điện nó vẫn đỏ, nhưng nó không phải là điện 220V các bác nhá. Đây, cái trên đất nhá. Này, có cái gì đó, bác thấy không? Em sợ thoải mái. Đó là cái tâm lý các bác nhá, đó là cái tâm lý. Cái tâm lý chúng ta càng sợ để chúng ta lại cảm giác hay giật mình. Đấy, nên là thực sự khổ quá. Nên cái chuyện mà nhiều người bảo là đồ thiết bị của ông bán cho tôi nhiễm điện 220V, giật mà tôi bắn người ra ngoài, thì thực sự đó là cái tâm lý các bác tự nghĩ ra, chứ còn không có thiết bị nào mà giật 220V các bác còn sống đâu. Đấy, nó chỉ là điện 24V và nó cảm giác nếu trước bác mà đi sờ các bác mà để hơi nhẹ đấy, thì nó sẽ giống như hơi cái con kiến nó cắn vậy, thì chúng ta giật mình, chứ hoàn toàn nó không phải là giật giống cái điện nguy hiểm, nó không dính hay là nó bắn các bác ra đâu nhé. Các bác tự, nhiều người gọi là kể cho nó linh động, sinh động thêm một chút nữa để cho là hàng bị lỗi thôi. Thực sự bên em đã thông báo rất là kỹ tất cả các hàng này, tất cả cái hàng mà trước khi ra nhà bác đi gửi cho các bác đều có tay bọn em hết, đặc biệt là vang nhé. Đặc biệt là vang, chính tay bọn em sẽ là người cài, chứ không phải thợ cài. Còn đấy là thợ sẽ kiểm tra, mà nếu mà bên em đã kiểm tra rồi á thì chắc chắn là bảo giật nhiễm điện thì bên em đã chết sạch, thợ từ thợ đến chủ là chết không còn một ai cả. Nên là cái chuyện đó mọi người yên tâm, bên em đã thông báo. Còn để giải quyết cái vấn đề này sẽ có hai cách. Một là các bác, nếu các bác thấy mà nó bị giật, nó bị bắt giật mình mà nó hơi giật mạnh ấy, thì các bác sẽ đảo ổ cắm, đảo chiều ổ cắm lại một chút thì nó sẽ giảm lên một chút. Đấy, bởi vì cái chiều âm dương nó sẽ đảo lên một chút. Hoặc nếu các bác muốn hết hoàn toàn thì chúng ta có thể tiếp đất cho nó các bác nhá. Chúng ta sẽ lấy một cái dây cái dây điện, chúng ta vặn một cái ốc nhớm là chúng ta quấn một chút xuống, cắm một cái đầu dây xuống đất, thế này nó sẽ không bao giờ giật nữa. Đấy, không bao giờ giật nữa. Cái đó thì thực sự đó chỉ là giải quyết cái vấn đề gọi là tâm lý ấy, chứ còn thực sự nó cũng chẳng sao cả, các bác cắm hay không nó cũng chẳng được gì cả. Đấy, nên là cái chuyện này nhắc lại cho rất là nhiều, thực sự trong live stream nào cũng nhắc, tất cả mọi người đều cũng nhắc, đâu đâu em cũng nhắc cả, kể cả mọi người hỏi em cũng nhắc, kể cả em trước khi em bán hàng em cũng nhắc luôn. Đó là ưu điểm của từng thiết bị một. Thứ nhất là nguồn tăng phô nó sẽ có ưu điểm gì, thì nó sẽ không bị cái mỗi cái tê tê đó thôi, các bác sờ vào cảm giác nó không bị tê tê, giật mình thôi.
Nhưng mà nó bù lại là các bác chỉ cần điện khoảng 200V là các bác không dùng rồi. Điện 200V hoặc là chập chờn một cái là mất luôn, khỏi dùng luôn. Để không bao giờ dùng được. Đấy, nên là những khu điện yếu một chút khoảng dưới 200V các bác dùng nguồn tăng phôi không dùng được đâu. Hoặc là điện mà không may bên kia nó nhà nó đóng cái máy bơm hay cái gì phát là nó sập một cái là cái vang nó lại khởi động lại từ đầu. Và cái đẩy nó cũng sập luôn. Đấy, nó lại ngắt nó đóng lại từ đầu. Cho nên là cái thích một cái nguồn tăng phô thì chỉ dùng chỉ có hợp nhất là nơi nơi thành phố mà điện tốt thì dùng được. Còn những nguồn xung này thì thực sự nó dùng được tất cả mọi nơi. Chỗ nào cũng dùng được cả. Đây các bác nhìn này, điện áp vào này. Đây. Điện áp vào nó chỉ có 90V là dùng ok rồi. Đây các bác nhìn này. Chỉ cần từ 90 đến 240V là các bác dùng tuyệt vô rồi. Có việc gì đâu. Đấy. Hôm rồi có một bác khách là chỗ em là dùng xung điện 80V là không dùng nổi thôi. Chứ còn cứ tầm 90V là các bác dùng ok rồi. Mà kể cả bên kia họ có đang đóng máy hàn đấy thì cái thiết bị này nó vẫn ổn định, nó dùng nó không bị ngắt khởi động lại cái gì cả. Đó là cái ưu điểm của công nghệ. Và đến ngày hôm nay thì tất cả những thiết bị mà vang số thì bây giờ họ những đời cao cấp thì họ đều đã sử dụng qua nguồn xung là chủ yếu. Đấy, còn nguồn tăng phô thì ít khi dùng hơn. Đấy, đương nhiên là tăng phô thì chúng ta ở thành phố lớn thì chúng ta dùng được. Nhưng mà nó vẫn có một cái ưu điểm là không may có điện chập chờn cái gì đó hay là thiết bị thì các bác cắm vào giật nó sẽ tụt áp hoặc tụt dòng một cái là cái thiết bị này nó sẽ tắt đi. Đấy, rất là nguy hiểm. Nó gây tiếng nổ nơi loa, bụp vào vì mỗi lần mà nó tắt đột ngột nó sẽ gây tiếng bụp vào nơi loa. Cho nên là những con vang bây giờ nó sử dụng nguồn xung là chủ yếu. 80% là nguồn xung, còn 20% vẫn là nguồn tăng phô. Đấy là lưu ý các bác lưu ý cho em nhé. Đấy lại người cái bộ sợ cái gì mà sợ các bác tính như vì cái tâm lý các bác sợ cái bảo là nó giật đấy, cứ sợ nhẹ thế là nó đánh điện. À, nó đánh như các bác giật mình thế thôi, chứ còn các bác em sợ đây, em đi trên đất em sợ cả ngày có được gì đâu mà ngày nào bọn em có những ngày bọn em chài và bèo hay vài chục con vang, có hôm cài cả trăm con vang, 100 con vang mà nhập điện cả trăm thì chắc em chết tươi chết bây giờ chết khô rồi, xác cũng chẳng còn rồi các bác nhá. Nên thì nhắc mọi người lưu ý rồi em cái điều này, không phải sợ không có thiết bị nó lỗi gì cả, đó là nói như vậy và nhà sản xuất người ta đã tính toán cho các bác rồi, không gây nguy hiểm chết người. Nếu mà thiết bị âm thanh, những thiết bị điện này nó gây nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn những sản phẩm này nó không bao giờ lọt vào thị trường được. Bên kiểm định chất lượng tất cả mọi thứ nó sẽ bị cấm ngay lập tức, bởi vì thiết bị này nó gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đấy. Còn những thiết bị mà họ đã được bên các bên kiểm định người ta đã cho sản xuất ra thị trường thì chắc chắn một điều nó là không gây nguy hiểm thì mới được ra thị trường. Đấy các bác nhá. Thì rất là mong các bác hiểu cho cái vấn đề này, thực sự rất là nhiều người hôm nay sáng nay cũng có một người bác hỏi là cái thiết bị của anh nó giật kinh, cái vang của anh, vang của em nhập điện nó giật, anh bắn ra ngoài. Thực sự là các bác giật mình. À, nhưng mà nhiều khi các bác cứ gọi điện cho em, các bác kể thêm một chút, sinh động thêm một chút, nào giật bắn ra người, nào là giật cho anh tê hết cả người lên rồi thế này kia. Thì thực sự là ngày nào em cũng sử dụng những vấn đề này, cái vấn đề này cả. Và tất cả những người cái vấn đề này em đã nghe rất là nhiều. Nhưng thực sự đó là chỉ là khi các bác kể nó sinh động quá thôi. Chứ còn hoàn toàn là các bác giật mình. Đấy, giật mình vì không biết tự nhiên là thấy nó giật sờ và nhẹ và thấy tê giật mình, chứ hoàn toàn nó không gây nguy hiểm chết người. Hoặc các bác nào sợ có thể đi cái dép nhá, đi cái dép vào sờ vào thoải mái, không bao giờ giật nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác những clip sau. Mọi người hoàn toàn yên tâm nhá.